Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 25 đây cũng là những châm ngôn của salomon mà các người của ezechia vua juda sao tả dấu kín việc nào ấy là vinh hiển của đức chúa trời nhưng dò xét điều nào ấy là vinh hiển của các vua người ta không thể dò biết bề cao của từng trời bề sâu của đất hay là lòng của các vua hãy lấy cất khỏi bạc thì thợ bạc liền được một khí dụng hãy trừ kẻ ác khỏi trước mặt vua thì ngôi người sẽ nhờ công bình được lập bền vững. Chớ phô mình trước mặt vua và đừng ngồi tại chỗ của người cao trọng. Vì thà người ta nói cùng con rằng hãy lên đây hơn là người ta hạ con xuống trước mặt vua chúa mà mắt con đã thấy. Chớ vội gây ra điều tranh tụng. E rốt cuộc khi kẻ lân cận con đã làm con hổ thẹn, con sẽ chẳng biết làm chi hãy đối nại duyên cớ con với chính kẻ lân cận con, song chớ tỏ sự kín đáo của kẻ khác. E khi người nghe điều ấy sẽ trách con và sự sỉ nhục con không hề bôi hết chăng. Lời nói phải thì khác nào trái bình bát bằng vàng có cẩn bạc. Người khôn ngoan quở trách lỗ tai hay nghe khác nào một cái vòng vàng một đồ trang sức bằng vàng ròng vậy sứ giả trung tín với người sai đi, giống như tuyết mát mẻ trong ngày mùa gặt, vì người bổ sức linh hồn của chủ mình. Kẻ nào tự khoe khoang giả dối về lễ vật mình, tợ như có mây có gió mà không mưa. Hằng chậm nóng giận mới khuyên được lòng của quan trưởng, con lưỡi mềm dịu bẻ gãy các xương. Nếu con tìm được mật, hãy ăn vừa phải, kẻo khi ăn no chán con mửa ra chăng. Chớ năng bước chân đến nhà kẻ lân cận con, e người chán con và trở lòng ghét con chăng. Kẻ nào đối chứng giả dối cho người lân cận mình, khác nào một cây búa, một cây gươm, một mũi tên nhọn. Tin cậy kẻ bất trung trong ngày hoạn nạn, giống như răng bị gãy bể, tỉ như chân trẹo đi ai hát cho lòng buồn thảm nghe, khác nào kẻ lột áo mình khi ngày lạnh, và như giấm đổ trên diêm tiêu vậy. Nếu kẻ thù nghịch con có đói, hãy cho nó ăn. Nếu có khát, hãy cho nó uống. Vì như vậy, con chất than cháy đỏ trên đầu nó, và Đức Giê-hô-va sẽ báo lại cho con. Gió bắt, sinh ra mưa, còn lưỡi nói hành cách kín đáo, gây cho mặt mày giận dữ thà ở một góc trên mái nhà hơn là ở chung nhà với người đàn bà hay tranh cạnh. Tin lành ở xứ xa đến giống như nước mát mẻ cho người khát khao. Người công bình siêu tó trước mặt kẻ gian ác khác nào một suối nước bị giấy đục, một nguồn nước bị hư. Ăn mật nhiều quá lấy làm chẳng tốt và cầu kiếm vinh hiển cho mình ấy gây sự tổn hại. Người nào chẳng chế trị lòng mình, khác nào một cái thành hư nát không có vách ngăn. Phúc âm Luca chương 1. Hỡi Theophilus quý nhân, vì có nhiều kẻ dốc lòng chép sử về những sự đã làm nên trong chúng ta, theo như các người chứng kiến từ lúc ban đầu và trở nên người giảng đạo đã truyền lại cho chúng ta. Vậy, sau khi đã xét kỹ càng từ đầu mọi sự ấy, tôi cũng tưởng nên theo thứ tự viết mà tỏ ra cho ông để ông biết những điều mình đã học là chắc chắn. Trong đời Herod, vua nước Giu-đê, có một thầy tế lễ về bang Abia tên là Sachari, vợ người là Elizabeth, thuộc về chi phái Aaron. Cả hai đều là công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răng và lễ nghi của Chúa một cách không chỗ trách được. Hai người không có con, vì Elizabeth son sẻ và cả hai đều cao tuổi. Và Sachari cứ theo thứ tự trong ban mình mà làm chức tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Khi đã bắt thăm theo lệ các thầy cả lập ra rồi, thì người được gọi vào nơi thánh của Chúa để dân hương. Đang giờ dân hương, cả đoàn dân đông đều ở ngoài cầu nguyện. Bây giờ có một thiên sứ của Chúa hiện ra cùng Sachari đứng bên hữu bàn thờ sông Hương. Sachari thấy thì bối rối sợ hãi. Nhưng thiên sứ nói cùng người rằng, Hỡi Sachari, đừng sợ, vì lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm rồi. Elizabeth, vợ ngươi, sẽ sanh một con trai, ngươi khá đặt tên là Giăng. Con trai đó sẽ làm cho ngươi vui mừng hớn hở và nhiều kẻ sẽ mừng rỡ về sự sinh người ra vì người sẽ nên tôn trọng trước mặt Chúa, không uống rượu hay là giống gì làm cho sai và sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. Người sẽ làm cho nhiều con trai Israel trở lại cùng Chúa là Đức Chúa Trời của họ. Chính người là sẽ lấy tâm thần quyền phép Eli mà đi trước mặt Chúa để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Sachari thưa rằng, bởi sao tôi biết được điều đó? Vì tôi đã già, vợ tôi đã cao tuổi rồi. Thiên sứ trả lời rằng, ta là Gabriel, đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài đã sai ta đến truyền cho ngươi và báo tin mừng này. Này, ngươi sẽ câm, không nói được cho đến ngày nào các điều ấy xảy ra. Vì ngươi không tin lời ta là lời đến kỳ sẽ ứng nghiệm. Bây giờ dân chúng đợi Sachari và lấy làm lạ vì người ở lâu trong nơi thánh. Khi Sachari ra, không nói với chúng được, thì họ mới hiểu rằng người đã thấy sự hiện thấy gì trong đền thánh. Người ra dấu cho họ mà vẫn còn câm. Khi những ngày về phần việc mình đã chọn, người trở về nhà. Khỏi ít lâu, vợ người là Elizabeth chịu thai, ẩn mình đi trong năm tháng mà nói rằng, ấy là ơn Chúa đã làm cho tôi khi Ngài đã đói đến tôi để cất sự xấu hổ tôi giữa mọi người. Đến tháng thứ sáu, Đức Chúa Trời sai Thiên Sứ Gabriel đến thành Nazareth xứ Galilee. Tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Marie đã hứa gả cho một người nam tên là Joseph về dòng vua David. Thiên Sứ vào chỗ người nữ ở nói rằng, hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Mary nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. Thiên sứ bèn nói rằng, hỏi Mary đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa trời. Này, ngươi sẽ chịu thai và sinh một con trai mà đặt tên là Giêsu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của đấng rất cao, và Chúa là Đức Chúa trời sẽ ban cho ngài ngôi David là tổ phụ ngài. Ngài sẽ chỉ vì đời đời nhà gia cốp Nước ngài vô cùng. Marie bèn thưa rằng, Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào thì làm sao có được sự đó. Thiên sứ truyền rằng, Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, Và quyền phép đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, Cho nên con Thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Kìa, Elizabeth bà con ngươi cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua. Người ấy vốn có tiếng là son mà nay cứu mang được 6 tháng rồi. Bởi vì không việc chi, Đức Chúa Trời chẳng làm được. Marie thưa rằng, tôi đây là tôi tớ Chúa. Xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Đoạn Thiên Sứ lìa khỏi Marie. Trong những ngày đó, Marie chờ dậy lật đật đi trong miền núi đến một thành về xứ Juda vào nhà Sachari mà chào Elizabeth. Và Elizabeth vừa nghe tiếng Mary chào, con nhỏ ở trong lòng liền nhảy nhót và Elizabeth được đầy dẫy Đức Thánh Linh bèn cất tiếng kêu rằng: Ngươi có phước trong đám đàn bà, thai trong lòng ngươi cũng được phước. Nhân đâu ta được sự vẻ vang này là mẹ Chúa ta đến thăm ta. Bởi vì tai ta mới nghe tiếng ngươi chào thì con nhỏ ở trong lòng ta liền nhảy mừng. Phước cho người đã tin, vì lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm. Marie bèn nói rằng, Linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi. Vì Ngài đã đói đến sự hèn hạ của tôi tới Ngài. Này, từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước bởi đấng toàn năng đã làm các việc lớn cho tôi danh ngài là thánh và ngài thương xót kẻ kính sợ ngài từ đời này sang đời kia ngài đã dùng cánh tay mình để tỏ ra quyền phép và phá tan mưu của kẻ kiêu ngạo toan trong lòng ngài đã cách người có quyền khỏi ngôi họ và nhắc kẻ khiêm nhường lên ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ngon và đuổi kẻ giàu về tay không ngài đã vừa giúp israel tôi tớ ngài và nhớ lại sự thương xót mình đối với Abraham cùng con cháu người luôn luôn như Ngài đã phán cùng tổ phụ chúng ta vậy. Marie ở với Elizabeth chừng ba tháng rồi trở về nhà mình. Bây giờ, đến ngày mãn nguyệt, Elizabeth sanh được một trai. Xóm riêng bà con nghe Chúa tỏ ra sự thương xót cả thể cho Elizabeth thì chia vui cùng người. Qua ngày thứ tám, họ đều đến để làm lễ cắt bì cho con trẻ và đặt tên là Sachari theo tên của cha. Nhưng mẹ nói rằng không, phải đặt tên con là Giăng. Họ nói, trong bà con ngươi không ai có tên đó. Họ bèn ra dấu hỏi cha muốn đặt tên gì cho con. Sachari biểu lấy bảng nhỏ và viết rằng Giăng là tên nó. Ai nấy đều lấy làm lạ, tức thì miệng người mở ra, lưỡi được thông thả nói và ngợi khen đức Chúa Trời hết thảy xóm riền đều kinh sợ và người ta nói chuyện với nhau về mọi sự ấy khắp miền núi xứ du đê ai nghe cũng ghi vào lòng mà nói rằng ấy vậy con trẻ đó sẽ ra thế nào vì tay chúa ở cùng con trẻ ấy bây giờ sachari cha con trẻ ấy được đầy dẫy đức thánh linh thì nói tiên tri rằng ngợi khen chúa là đức chúa trời của israel vì đã thăm viếng và chuộc dân ngài cùng sanh ra cho chúng tôi trong nhà david tôi tớ ngài một đấng cứu thế có quyền phép như lời ngài đã dùng miệng các thánh tiên tri phán từ thuở trước ngài cứu chúng tôi khỏi kẻ thù và tay mọi người ghen ghét chúng tôi ngài tỏ lòng thương xót đến tổ tông chúng tôi và nhớ lại lời giao ước thánh của ngài theo như ngài đã thề với abraham là tổ phụ chúng tôi mà hứa rằng khi chúng tôi đã được cứu khỏi tay kẻ nghịch thù ngài sẽ ban ơn lành cho chúng tôi trước mặt ngài lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc ngài Chọn đời mình không sợ hãi gì hết. Hỡi con trẻ, người ta sẽ kêu con là tiên tri của đấng rất cao. Con sẽ đi trước mặt Chúa dọn đường Ngài để cho dân Ngài bởi sự tha tội họ mà biết sự rỗi. Vì Đức Chúa Trời chúng tôi động lòng thương xót và mặt trời mọc lên từ nơi cao thăm viếng chúng tôi để soi những kẻ ngồi chỗ tối tăm và trong bóng sự chết cùng đưa chân chúng tôi đi đường bình an. Và con trẻ ấy lớn lên, tâm thần mạnh mẽ ở nơi đồng vắng cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel. Chương 29 Gióp cứ nói lẽ luận cao mình mà rằng Ôi, ước gì tôi được như buổi trước, như trong các ngày mà Đức Chúa Trời gìn giữ tôi. Khi ngọn đuốc Chúa soi trên đầu tôi và nhờ ánh sáng Ngài tôi bước qua sự tối tăm. Chớ chi, tôi được như lúc còn tráng kiện khi tình thiệt hữu của đức chúa trời còn đói đến trại tôi khi đấng toàn năng còn ở cùng tôi và các con cái tôi vây quanh tôi lúc tôi rửa chân trong sữa và hòn đá phun suối dầu ra cho tôi khi tôi đi ra đến cửa thành sửa soạn chỗ ngồi mình tại phố chợ các gã trai trẻ thấy tôi bèn ẩn đi và các người già cả đều chối dậy và đứng những quan trưởng kiên nói và lấy tay bụng miệng. Tiếng người tước vị nín thinh và lưỡi họ dính nơi ổ gà. Khi tai ai nghe tôi, bèn xưng tôi có phước. Mắt ai thấy tôi, bèn làm chứng cho tôi. Ấy, vì tôi giải cứu kẻ khốn cùng kêu cầu và kẻ mồ côi không ai giúp đỡ. Kẻ gần chết chúc phước cho tôi và tôi làm cho lòng người quá bụa nức nở vui mừng tôi mặc lấy sự công bình và nó che phủ tôi. Sự ngay thẳng tôi khác nào áo ngoài và máu triều thiên. Tôi đã như con mắt cho kẻ mù và như chân cho kẻ què. Tôi đã làm cha cho kẻ nghèo khó. Còn duyên cớ của kẻ lạ tôi tra xét cho rõ ràng. Tôi bẻ gãi hàm kẻ bất công và rứt mồi nó ngậm nơi răng. Tôi bèn nói rằng ta sẽ thác trong ổ của ta ngày ta sẽ nhiều như hột cát rễ ta bò ăn dài theo nước và cả đêm sương động trên nhành ta vinh hiển ta mới mẻ với ta luôn cung ta được cứng mạnh lại trong tay ta người ta lắng tai nghe tôi chờ đợi và làm thinh đặng nghe lời tôi bàn sau khi tôi nói chúng không còn đáp lại lời tôi nói gội nhuần trên chúng như sương họ trông đợi tôi như trong đợi mưa, hả miệng ra dường như hứng mưa muộn. Tôi mỉm cười với chúng khi chúng bị ngã lòng. Họ chẳng hề làm rối nét mặt bình tĩnh tôi được. Tôi chọn con đường cho chúng và ngồi làm đầu họ, ở như vua tại giữa quân đội, khác nào một kẻ an ủi những người sầu. Chương 30 Xong bây giờ, kẻ trẻ tuổi hơn tôi nhạo bán tôi, mà cha họ tôi đã khinh chẳng khứng để chung với chó của bầy chiên tôi. Sức mạnh của họ đã hư bại rồi. Vậy, sức lực tay họ dùng làm ích gì cho tôi? Chúng ốm tông vì bị đói kém thiếu thốn, đi gậm cạp đất khô hóc, từ lâu đã bỏ hoang vắng vẻ. Chúng hái rau sam biển trong bụi cây, rễ cây duyên giếng làm vật thực cho họ. Chúng bị đuổi đi khỏi giữa loài người, người ta kêu la chúng như kêu la kẻ trộm chúng phải ở trong trũng gớm ghê trong hang đất và giữa các hòn đá chúng tru thét giữa bụi cây nằm lộn lạo nhau dưới các lùm gai chúng là con cái kẻ ngu xuẩn cha họ chẳng tuổi tên họ bị đuổi ra khỏi xứ còn bây giờ tôi trở nên lời ca hát của họ làm đề cho chuyện trò của họ họ gớm ghiếc tôi xa lánh tôi, không kiêng nhổ khạc nơi mặt tôi, bởi vì Đức Chúa Trời đã làm dùng dây cung tôi và sỉ nhục tôi. Chúng ném hàm khớp khỏi trước mặt tôi. Cái nố lula này dấy lên nơi tay hữu tôi. Chúng xô đẩy chân tôi, sửa soạn cho tôi con đường hiểm độc của chúng. Chúng phá hủy đường lối tôi, giúp vào việc tàn hại tôi. Xong chẳng có ai đến tiếp cứu chúng chúng do nơi hư lũng lớn mà đến, xông vào tôi giữa sự đồi tàn. Các sự kinh khủng hãm áp tôi, đuổi theo sự sang trọng tôi khác nào gió mạnh, và sự phước hạnh tôi đã qua như đám mây. Bây giờ, linh hồn tôi tan ra trong mình tôi. Các ngày gian nan đã hãm bắt tôi. Đêm soi xương cốt tôi làm nó rời ra khỏi tôi. Đau đớn vẫn cắn rỉa tôi, không ngưng nghỉ chút nào. Vì cớ năng lực lớn của Đức Chúa Trời, áo ngoài tôi hư nát. Năng lực ấy riết khít tôi lại như cổ áo tôi. Đức Chúa Trời có ném tôi xuống buồn, tôi trở nên giống như bụi và tro. Tôi kêu la cùng Chúa, song Chúa chẳng đáp lời. Tôi đứng tại đó và Chúa chỉ ngó xem tôi. Chúa trở nên dữ tợn đối với tôi, lấy năng lực tay Chúa mà rượt đuổi tôi. Chúa cất tôi lên trên cánh gió, khiến nó đem tôi đi và tiêu diệt tôi giữa trận bão. Vì tôi biết rằng, Chúa sẽ dẫn tôi đến chốn sự chết, là nơi hò hẹn của các người sống. Xong, trong khi người nào bị tàn hại, họ há chẳng dơ tay ra sao, hoặc đang cưng tai nạn, họ há không cất tiếng kêu la ư. Chớ thì, tôi không khóc kẻ bị thời thế khó khăn sao, lòng tôi há chẳng buồn thảm vì kẻ nghèo khổ sao? tôi đợi chờ phước hạnh, tai họa bèn xảy đến. tôi trông cậy ánh sáng, tâm tối lại tới cho. lòng tôi trăn trập không an nghỉ, các ngày gian nan sông áp vào tôi. tôi đi mình mẩy bầm đen, nhưng chẳng phải bị nắng ăn. tôi chửi dậy giữa hội chúng và kêu cầu tiếp cứu. tôi bèn trở thành anh em của chó rừng và bầu bạn của con đà điểu da tôi thành đen và rơi ra khỏi mình. Xương cốt tôi bị nóng cháy đi. Vì cớ ấy, tiếng đờn cầm tôi trở nên tiếng ai bi và đờn sát tôi chỉ ra tiếng thảm sầu. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Quýt, thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như. Ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, mất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng ngài ra khỏi con ngay giờ này, bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt ngài. Con nguyện thánh linh đức chúa trời đổ đầy, đầy dễ con chúa ơi những bông trái của thánh linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhị nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi đức Chúa trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi ngài. Và con thành kính dâng lên cha lời cầu nguyện, trong danh Chúa Giêsu xu Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.